chính là Chúa là Cha Thiên Thượng của chúng con. Buổi tối hôm nay chúng con được nhóm lại thờ phượng Chúa, mặc dù chỉ qua Zoom nhưng con thấy được sự bình an của Ngài, cũng cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, Ngài cũng ban phước cho những người đang có mặt trên Zoom buổi tối hôm nay, cho những bạn ở trên Zoom buổi tối hôm nay, con cảm ơn Chúa. Những bạn nhỏ được xin được sự khôn ngoan, xin Chúa Ngài hãy ban cho các bạn có sự khôn ngoan, cũng như là chúng con cũng được sự khôn ngoan đến từ Ngài, cũng cảm ơn Chúa nhiều lắm. Thì giờ này chúng con phó dâng mọi sự lên cho Chúa, chúng con cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng con, cũng như là những bệnh nhân đang nằm trên bệnh viện đang mắc Covid. Xin Chúa Ngài hãy phục hồi sức khỏe lại cho những bệnh nhân và cho những bác sĩ có sự khôn ngoan và sự bình an, sự mạnh mẽ để giúp những bệnh nhân đó thoát ra khỏi cơn nguy kịch. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Xin Chúa Ngài chúc phước và ban phước trên những người đang mắc bệnh. Xin Ngài hãy ban cho họ sự bình an. Con cảm ơn Chúa. Xin Ngài cảm ơn đất nước chúng con, đẩy lùi con dịch này ra khỏi đất nước chúng con. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúa ơi, thì giờ này con có dâng mọi sự trong cánh tay quyền năng của Chúa, con thành kính cầu nguyện. Amen.